Vừa qua, Bộ Công Thương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn nghị sĩ Ủy ban Ngân sách Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan chính phủ, Ủy ban Ngân sách Quốc hội và doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức đối với Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị phía Cộng hòa Liên bang Đức ủng hộ Hiệp định Thương mại Việt Nam EU sớm có hiệu lực, đề xuất Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như năng lượng, phát triển hạ tầng thông minh, v.v. Ông Andreas Matfeld, nghị sĩ đảng CDU-CSU của Cộng hòa Liên bang Đức cho biết, việc các đoàn cấp cao của Cộng hòa Liên bang Đức liên tục sang Việt Nam gần đây là minh chứng phía Đức rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Thông qua các đoàn công tác cấp cao sang Việt Nam, phía Cộng hòa Liên bang Đức mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức đang quan tâm tìm hiểu để đặt nền móng cho việc hợp tác đầu tư cũng như các hoạt động kinh doanh lâu dài bền vững tại Việt Nam.